Hiền Thu rất vui khi được gặp lại quý khán giả thân mến của kênh Sống Để Hạnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ những video clip của chúng tôi. Có được sự đồng hành của quý vị là động lực rất lớn để ekip của Sống Để Hạnh Phúc sản xuất nhiều video hay và ý nghĩa hơn mỗi ngày. Quý vị thân mến, ai cũng mong đổi vận để cuộc đời mình nhiều chuyện tốt đẹp hơn. Thế nhưng hầu hết mọi người đều tìm cách đổi vận ở yếu tố bên ngoài mà không chịu tự thay đổi bản thân mình. Phật dạy rằng, thói quen thay đổi cuộc đời chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng lại là vũ khí cực mạnh giúp ta tự cải biến vận mệnh của chính mình. Người muốn đổi vận nhất định phải rèn luyện cho mình 6 thói quen này. Mời quý vị cùng đón xem. Người có 6 thói quen này, nghèo cũng đổi vận thành giàu sang. Thứ nhất, khiêm tốn. Ở đời, muốn được người khác tôn trọng và nể phục thì bản thân mỗi người đều phải học cách sống khiêm tốn. Tu dưỡng được đức tính này, vận mệnh của chúng ta cũng sẽ chuyển biến theo chiều hướng ngày càng tốt lên. Dù là trong công việc, trong việc học hay trong đời sống thường ngày, việc giữ được lòng khiêm tốn trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là tu dưỡng tâm tính, là tạo phúc về sau. Thế giới vận động mỗi ngày, những kiến thức cũng vì thế mà luôn sinh động và thay đổi liên tục. Con người chúng ta nếu muốn thông tỏ sáng suốt thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc không ngừng học hỏi. Đúng như lời Phật dạy, nền tảng của lương thiện là khiêm tốn, khởi nguồn của tà ác chính là ngạo mạn. Lúa càng chín càng rũ đầu cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng. Thứ hai, đơn giản hóa mọi chuyện. Cuộc sống này là buồn đau hay hạnh phúc, là may mắn hay là xui xẻo, phần nhiều là do cách nhìn nhận của mỗi người. Sự ám ảnh của cái gọi là sướng khổ sẽ khiến cho con người ta cứ luôn phải vung vẫy trong sự bế tắc do chính mình tạo ra. Vậy nên, hãy cứ đơn giản hóa mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống này để tâm thanh thản mà hưởng bình yên. Sự việc xấu hay tốt đều do cách người ta nhìn nhận vấn đề mà ra. Nếu cứ giữ mãi những định kiến trong lòng thì chẳng thể nào có thể vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống cả. Vậy nên chỉ cần buông bỏ hết những thứ không cần thiết, không chấp niệm với bất cứ điều gì, chỉ là nghĩ thoáng hơn, đơn giản hóa tất cả thì cuộc sống của bạn cũng sẽ đơn giản mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Muốn được bình yên thì hãy cứ học theo thói quen này, tâm thanh thản mà an lạc trong cuộc đời. Thứ ba, học cách cho đi. Chẳng ai có thể sống cô độc một mình trên thế giới này. Xung quanh ta là người thân, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, cả những người mà chúng ta chẳng hề quen biết. Bạn có tự tin rằng mình có thể sống tốt mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất của bất cứ ai trong bất cứ việc gì hay không? Chỉ cần lúc này bạn đưa tay ra với mọi người thì chắc chắn sẽ có lúc bạn có thể được nắm lại những bàn tay ấy để đi qua những khó khăn mà mình gặp phải. Vậy nên mới nói giúp đỡ người khác cũng chính là giúp chính mình. Sự cho đi mà chúng ta dành cho mọi người dù chỉ nhỏ thôi nhưng nó lại mang ý nghĩa thật cao đẹp. Cuộc sống tràn ngập tình yêu thương và lòng nhân ái thật đẹp đẽ biết bao. Thứ tư, chấp nhận sự thay đổi. Mỗi người chúng ta, dù già hay trẻ, giàu hay nghèo, sướng hay khổ, đều phải trải qua quy luật của tạo hóa về sinh lão bệnh tử. Chẳng ai có thể tránh được. Vì vậy, chỉ có vui vẻ chấp nhận thực tại thì mới có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa từng phút, từng giây, từng hơi thở của cuộc sống. Cuộc sống vốn không có gì là hoàn hảo cả. Bản thân con người biết chấp nhận sự thay đổi. Buông bỏ chấp niệm thì tự thân tâm mới mong được thanh thản, chẳng lo sầu. Thay đổi cần dũng khí mà muốn chấp nhận thì ta còn cần đến dũng khí nhiều hơn. Dù có khổ cực đến đâu, chỉ khi tâm hồn bạn rộng mở, yêu thương được trao đi, chấp niệm trong lòng được xóa bỏ mà sống, mà đối đãi với mọi người, thì khi ấy chính là bạn đang tận hưởng cuộc sống. Khổ đau hay hạnh phúc
cũng chẳng màng. Thói quen thay đổi cuộc đời này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại là một trong những việc khó khăn nhất. Chỉ khi con người ta dùng cái khiêm tốn của mình để học và biết cách chấp nhận, thì bản thân mới có thể giải thoát khỏi những nghi hoặc, thị phi, những phiền não đau khổ trong cuộc đời này. Thứ năm, gần lành tránh dữ. Gần lành tránh dữ là hướng đến những điều tốt đẹp, may mắn, tránh xa điều ác, hung dữ. Trong đời người, chúng ta cần phải luôn phân tích tình huống, xem xét thời thế, minh bạch lành dữ, họa phúc. Khi hoàn cảnh tốt lành thì cần thừa thế mà tiến lên. Khi hoàn cảnh hung hiểm thì cần dè chừng, cẩn thận, cũng là lùi một bước, biển rộng trời trong. Cuối cùng, dù đường đời có lắm lúc chông gai gập ghềnh, nhưng vẫn giữ trong tâm mình thiện niệm, không ngừng hành thiện để tích đức, thì phía trước bạn là một bầu trời xanh bao la vẫy gọi. Thứ sáu, thiền chính niệm. Nếu thân tâm muốn đạt đến trong sáng, thanh tịnh, không vọng động, không tham sân si, khỏe mạnh, không bệnh tật, không thuận ứng, nghịch ứng, an nhiên tự tại, thì chúng ta phải hành thiền, thiền chính niệm. Những thói quen cũ sẽ dần được xóa bỏ khi chúng ta hành thiền một cách nghiêm túc. Hành thiền giúp ta đối diện với mọi hỉ nộ ái ố của cuộc sống như một cách an nhiên nhất. Tâm có tĩnh mới nhìn thấy, quan sát thấy được bản chất của mọi vấn đề, mới có thể tìm ra được hướng đi đúng đắn nhất. Nhờ thiền mà cách tâm của chúng ta mới từng bước thoát khỏi mọi khổ ưu, lạc hỷ. Tâm được giải thoát chính là tâm không động, không sầu, không uế nhiễm, an ổn đúng như lời răn dạy của Phật. Quý vị thân mến, muốn đổi vận giàu sang, hãy tập ngay những thói quen kể trên, nhưng cũng đừng bao giờ quên rằng phải từ bỏ những thói quen xấu. Có một quan niệm hết sức quen thuộc với chúng ta: con người là nô lệ của những thói quen. Thói quen tốt sẽ cho kết quả tốt, thói quen xấu sẽ cho kết quả xấu, và thật tồi tệ nếu bạn có quá nhiều thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày. Hậu quả phải nhận lãnh không chỉ dừng lại ở hiện tại, mà nó có thể sẽ kéo dài đến tương lai của bạn. Thứ nhất, bạn đang tiêu xài nhiều hơn những gì mình có. Quá nhiều người tiêu tiền để mua những thứ mà họ không cần, chỉ để gây ấn tượng với những người mà họ không thích. Có rất nhiều người, tài chính không khá giả là mấy, nhưng vẫn luôn bỏ ra một số tiền lớn để mua quần áo, giày dép hay những chiếc điện thoại đắt tiền, chỉ để chứng tỏ và thể hiện bản thân trước những người mà họ cho rằng đang xem thường khả năng tài chính của họ. Việc chứng tỏ bằng vẻ bề ngoài có thể là đúng tại thời khắc đó, nhưng hậu quả của thói quen này là khả năng kiệt quệ tài chính và thậm chí là vay nợ tiêu dùng. Bạn sẽ chỉ làm việc để trả tiền cho số tiền mình tiêu cho người khác. Đó là hoàn toàn không phải là những thứ có thể giúp bạn phát triển hay nâng cao giá trị của bạn. Thứ hai, bạn chọn cách sống thoải mái, an toàn. Trong đầu tư, sự thoải mái ít khi mang lại lợi nhuận. Thật thoải mái khi làm một công việc an toàn. Thật thoải mái khi làm thuê cho người khác. Thật thoải mái khi mỗi tháng vẫn nhận lương đều đặn mà không cần chịu trách nhiệm cho quá nhiều người hay suy nghĩ quá nhiều cho công việc. Người trung lưu cho rằng thoải mái nghĩa là hạnh phúc. Nhưng người giàu nhận ra rằng những điều phi thường thường xảy ra khi chúng ta đặt bản thân mình vào những hoàn cảnh không thoải mái. Cho nên, thách thức bản thân là điều cần thiết nếu bạn thực sự muốn có nhiều hơn những gì bạn đang sở hữu ở thời điểm hiện tại. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bạn, hãy mạo hiểm nếu muốn giàu có. Thứ ba, mơ ước mức lương cao. Nghe có vẻ mâu thuẫn với quan điểm của rất nhiều người, nhưng bạn có biết rằng những người giàu nhất thế giới tìm và xây dựng mạng lưới quan hệ, những kẻ khác chỉ đi tìm việc. Người trung lưu thường chỉ chăm chăm vào lợi ích, vật chất, tiền tài, trong khi người giàu lại xem trọng những mối quan hệ có thể giúp họ đạt được những điều mà họ muốn.
Đừng vì theo đuổi những món lợi trước mắt mà bỏ qua cơ hội tạo dựng mối quan hệ có giá trị gấp trăm lần những gì bạn đang làm. Hãy nhớ, quan hệ là tiền tệ. Nếu chỉ chăm chăm kiếm tiền thì những gì bạn kiếm được chỉ là những món tiền nhỏ mà thôi. Thứ tư, lười biếng làm việc. Lười biếng là một trong những thói quen hàng đầu dẫn đến nghèo khổ. Lười biếng không chỉ là nằm dài cả ngày mà là cách bạn để cho nhiệt huyết của mình bị chôn vùi. Đừng lãng phí thời gian rảnh, hãy đầu tư vào thứ gì đó, kể cả việc tạo dựng một số sở thích cũng có thể là sự đầu tư đúng đắn, miễn là có ai đó đánh giá cao việc làm của bạn. Thứ năm, lãng phí thời gian. Thời gian là tiền bạc, người giàu hiểu điều này. 65% người giàu tạo ra ít nhất 3 dòng thu nhập trong cuộc đời mình. Trong nghiên cứu của Thomas Cowley, con trai của một triệu phú cho biết 77% người nghèo thú nhận đã xem TV nhiều hơn 1 tiếng mỗi ngày. Người giàu ngược lại, 67% số họ xem ít hơn 1 tiếng mỗi ngày. Một lãng phí khác là Internet. 74% người nghèo trong nghiên cứu của Anh dành hơn 1 giờ mỗi ngày trên mạng Internet. Nó bao gồm Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Và ngược lại, 63% người giàu dành chưa đầy 1 giờ mỗi ngày vào việc đó. Họ dành nhiều thời gian hơn để đọc các kiến thức cho mình. Thứ 6, tiêu tiền theo cảm xúc. Một trong những khác biệt chủ chốt nhất là người trung lưu nhìn tiền bằng con mắt của cảm xúc, người giàu nhìn tiền bạc bằng con mắt logic. Đưa ra những quyết định về tài chính dựa trên cảm xúc sẽ giết chết ngân sách của bạn. Hãy tưởng tượng mình là một nhà đầu tư lỗi lạc, đầu tư số tiền mà bạn có theo cách giúp bạn gia tăng giá trị tài sản và giá trị bản thân. Đừng biến mình thành một nhà đầu tư ngốc nghếch, dùng tiền của mình để làm giàu cho kẻ khác.